xin hãy ban cho con sức mạnh, thưa thần Rama. Con không làm điều này để vừa lòng Ngài, vì vậy xin Ngài hãy coi đây là sự cố chấp của con. Đây là tình yêu của con dành cho gia đình. Gia đình con đã chia ly 14 năm trước sau khi mẹ Masari và ba rời bỏ chúng con. Ba sẽ trở lại vào ngày hôm nay sau 14 năm. Con sẽ nói với ba sự thật vào ngày hôm nay. Con sẽ kể cho ba nghe về tất cả những âm mưu mà bác Kansani đã lên kế hoạch lúc đó. Và bây giờ, bác ấy cũng đang có một âm mưu khác cho gia đình của chúng con. Con chắc chắn ba sẽ tin tưởng con. Con sẽ nói với ba rằng con đã bảo vệ Gauri trong suốt thời gian qua như một lá bùa bảo vệ cho em ấy. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng mình chính là người phụ nữ đẹp nhất, một và duy nhất, nữ hoàng selfie của trường cao đẳng Gauri Ziha. Wow, thời tiết thật là tuyệt vời và bức ảnh của mình trông rất là tuyệt. Ôi, Kali! Gauri! 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 Kali! Khi vị thần của cháu đến giúp Gauri, ta cũng sẽ xử lý luôn. Kali, hãy giúp em với, em sắp bị rơi rồi. Gauri, làm thế nào mà em rơi xuống dưới đó vậy? Em đang tự chụp ảnh selfie thì cái gì chứ? Tự chụp ảnh hả? Em đang xem bức ảnh tự sướng của mình trên cầu Bull, nên lần này em muốn một ảnh tự sướng trên vách đá và em trượt chân. Bám vào cành cây, đừng buông lỏng tay, chị sẽ đến cứu em. Gauri, giữ chặt cành cây nào, tay của em đang bị trượt. Lạy thần Rama, xin hãy bảo vệ chúng con. Kali, còn lại ân điển của thần linh để chúng con có thể tận hưởng hạnh phúc, và chúng con không phải sợ hãi khi có thần linh bảo vệ. Lạy thần Hanumana, xin hãy bảo vệ chúng con. Hãy ngừng cầu nguyện giúp em đi nào. Kali, giúp em với. Gauri, chị đến đây với em. Kali, tay của em đang bị trượt. Gauri, đưa tay của em đây, nhanh lên nào. Đợi đã, để chị đến gần với em hơn. Đưa tay cho chị nào. Kali, nhanh lên đi chị. Gauri, hãy bám chặt nào. Được rồi. Được rồi, chị nắm được tay em rồi. Kali, Gauri, lên đây nào. Chị à, cố gắng lên nào. Gauri, Gauri, em ổn chứ? Chuyện gì xảy ra nếu em bị thương đây? Em sẽ chẳng bao giờ bị thương hay bị làm hại đâu. Có chị ở đây mà. Đúng vậy, em nói đúng.
chị sẽ luôn bên cạnh em như một lá bùa bảo vệ. Chị sẽ luôn bên cạnh em mà, đúng không nào? Đồ ngốc, chị không nhìn thấy sao? Chị đang đứng trên điện thoại di động của em. Cảm ơn thần linh, điện thoại của em vẫn hoạt động bình thường và tự chụp ảnh được. Gary, chúng ta đã trễ rồi, phải về nhà thôi, mọi người chắc chắn đang chờ chúng ta. À dân, đã đến lúc trở về nhà rồi, đi thôi nào. Ê chờ đã, Gary à. Nếu giày không thể bảo vệ bàn chân khỏi tất cả gai nhọn, thì việc mang giày cũng vô ích mà thôi. Thì tương tự như vậy, nếu như Gary phải đối mặt với nguy hiểm, cho dù có sự xuất hiện của mày, thì mày cũng trở nên vô dụng. Hãy dừng chủ đề này ngay đi. Được rồi, ta sẽ tha thứ cho mày. Hơn nữa, 14 năm trước ta cũng đã tha thứ cho mày, vì mày đã giết chết Manzari mà. Kali, nó đã dùng đá ném vào đầu của Manzari. Manzari, chẳng phải ta đã tha thứ cho mày rồi sao? Đúng, chị à. Chị đã tha thứ cho con bé vì điều gì chứ? Hãy cho em biết đi. Nào, đứng dậy. Đứng lên đi nào. Gauri, nó đã bị thương vì cháu. Vì vậy, bây giờ, dì cũng sẽ làm cháu bị thương. Ăn miếng trả miếng thôi. Tuyệt vời. Rất là tốt. Tuyệt lắm. Em đang làm điều đúng đắn, Madhuri. Và bây giờ, nỗi đau của Gauri sẽ được giảm bớt. Xong chưa vậy công chúa? Cái quái quỷ gì chứ? Nè Mohan, Mohan, lấy xích lại nào. Ôi thần linh ơi, tôi phải la hét rất là nhiều. Tôi hy vọng tôi không bị nếp nhăn ở trên mặt. Vikwavi sẽ trở về nhà sau 14 năm. Madhuri, cô đừng có la hét nữa. Cô không muốn trở nên xinh đẹp sao? Hãy để chị xử lý cơn giận cho em. Được chưa nào? Em cứ yên tâm đi. Chị hoàn toàn đúng chị à. Rất tuyệt vời. Một, hai, ba. Tôi yêu bản thân rất là nhiều. Đó là gì? Anh còn chờ gì nữa? Hãy xích con bé lại đi, nhanh lên nào.
Cháu đang nhìn gì vậy? Hãy để anh ta xích cháu lại, đừng có làm ầm ĩ như chuyện cháu đã gây ra 14 năm về trước. Dì không chỉ mất chị gái mà cả người chồng thân yêu của dì đang ở trong tù. Dì không muốn treo ảnh Manjari lên tường, bởi dì không muốn mỗi khi nhìn thấy đều buồn bã. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cháu có thể làm bất cứ điều gì mà cháu muốn đâu. Ba sẽ quay trở về, cháu sẽ chuẩn bị đón ba. Sau đó, dì có thể yêu cầu ai xích cháu lại cũng được. Nè, sao mày dám trả lời lại như vậy chứ? Thôi đi, tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Cháu sẽ xích chị ấy lại. Mọi người đi đi. Được rồi, đã đến lúc mày phải đi đắp mặt nạ rồi. Đi thôi, Kansani. Đi thôi. Chị sẽ lấy gì xích nè. Chị đang đi đâu vậy? Nhưng mà mọi người có thể đã ở đây và xích chị lại rồi. Nhưng em đã để mọi người đi khỏi để chúng ta có thể tham dự cuộc thi hát. Nhưng Gauri, hôm nay ba sẽ trở về và chị phải chuẩn bị đón ba. Chị muốn làm món khia cho ba. Wow, chị muốn làm điều gì đó cho tất cả mọi người ngoại trừ em sao? Chị không phải là lá bùa bảo vệ của em sao? Nhưng mà bây giờ chị chỉ bận tâm làm việc nhà. Tốt thôi, hãy làm những gì chị muốn. Tôi sẽ hát theo cách mình có thể. Không sao, nếu như em bị xúc phạm, ngay cả ba cũng sẽ bị xúc phạm. Nếu chị cảm thấy như vậy không sao, em sẽ không làm phiền chị. Không Gauri, chị không muốn điều đó xảy ra. Nào, chị à, chúng ta sẽ đi như thế này sao? Hãy đi thay quần áo. Nghe nè, chúng ta sẽ đi bí mật, không ai nên nhìn thấy chúng ta. Tôi đã nuôi dạy Gauri theo cách mà con bé sẽ gây đau đớn cho cậu mỗi ngày. Con bé sẽ khiến cậu trở nên đau khổ. Cậu sẽ phải chết một cái chết từ từ và đau đớn. Tôi còn có thể tặng món quà nào tốt hơn cho cậu đây? Làm tốt lắm Kansani. Cô đã làm rất tốt. Tuyệt vời. Rất tốt. Con trèo lên ghế đẩu để mà khiêu vũ hay là để thay bóng đèn vậy? Con không thể làm bất cứ điều gì đúng đắn sao? Con thật là vô dụng mà. Tháo tai nghe ra khỏi tai đi. Nếu không, mẹ sẽ đổ dầu nóng vào tai của con đó. Mẹ, hãy tha cho con đi. Nikan à, con muốn mẹ giữ chiếc thang này trong bao lâu chứ? Hả? Con có thể tự thay bóng đèn có được không? Dạ mẹ, con không cần mẹ giúp đỡ. À, Dharamvi à, ông trở về từ đền thờ từ lúc nào vậy? Thầy tôi có gọi cho tôi không? Có, ông ấy có gọi. Cả hai đều đang trên đường rời khỏi nhà tù. Họ sẽ ở đây trong vài giờ nữa. Anh à, chúng ta đã chờ đợi Vikgavi trong rã 14 năm trời. Thời gian rất dài. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng thời hạn tù của em ấy sẽ được giảm. Nhưng mà điều đó đã không thể xảy ra được. Em ấy đã ở trong tù 14 năm dài đằng đẵng. Sau khoảng thời gian dài như vậy, khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi đã đến. Cuối cùng thì em ấy cũng đã trở về nhà sau vài giờ nữa. Tôi cảm thấy rất là vui mừng. Ủa đâu rồi? Gauri đưa Kali đi đâu vậy? Ui, việc này không ổn rồi. Thần Linh ơi, tôi chán lắm rồi.
tôi phải bỏ cuộc thôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể dạy dỗ con bé, nhưng mà Gauri, nó không bao giờ lắng nghe tôi. Sau 14 năm dài đằng đẵng, ba con bé ra khỏi tù. Nhưng mà con bé lại đi ra ngoài. Ông có biết rằng con bé đã chụp ảnh tự sướng ở ven đồi. Con bé đã tới đó chụp ảnh tự sướng. Con bé đã suýt rơi khỏi ngọn đồi. Nói cho tôi biết đi, em trai của ông sẽ như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với con bé đây? Ông có biết rằng cậu ấy đã rất tin tưởng vào tôi khi mà giao trách nhiệm nuôi dạy con bé cho tôi. Tôi không thể nào giữ vững niềm tin của cậu ấy. Tôi không thể nào gánh vác trách nhiệm của mình được. Bây giờ tôi đã chán lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi biết là bà đã nuôi dạy Gauri tốt như thế nào. Nếu con bé vẫn bướng bỉnh thì đó chính là tính cách của con bé mà thôi. Bà đừng tự trách mình vì điều đó. Bà là một người mẹ rất là tốt. Hãy nhìn Nikan đi. Bà đã chấp nhận thằng bé với vòng tay rộng mở. À, bây giờ chắc là ông đói rồi. Tôi đi lấy chút trái cây cho ông ăn. Tôi sẽ ở trong đền thờ. Biến đi. Tôi sẽ đối mặt với cậu sau 14 năm dài. Khi cậu trở về nhà, cậu sẽ tìm kiếm con gái của cậu. Nhưng mà con gái của cậu sẽ không ở trong nhà. Nó đã rời khỏi căn nhà này. Cậu thấy đó, con bé, nó không quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút mà thôi. Có thể làm gì được chứ? Tôi đã nuôi nấng đứa con gái khi cậu rời khỏi ngôi nhà này và vào chốn lao ngục vì niềm tin mê tín của cậu. Đến nỗi cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khi gọi con bé là con gái của mình. Và đối với Kali, tôi không bao giờ để con bé dang rộng đôi cánh. Mọi thứ liên quan đến Gauri thì nên được giữ kín. Hãy đến và nhìn vào chính mình đi. Tôi đã nuôi dạy Gauri theo cách mà con bé sẽ khiến cậu đau đớn mỗi ngày. Con bé chắc chắn sẽ khiến cậu đau khổ. Cậu sẽ chết một cái chết từ từ và đau đớn. Đau đớn. Tôi còn có thể tặng món quà nào tốt hơn cho cậu? Ôi, làm tốt lắm. Làm tốt lắm, Kansani. Cô đã làm rất tốt. Tuyệt vời. Tuyệt vời.
Gauri à, chúng ta không thông báo cho ai vào buổi sáng trước khi chúng ta đi. Bây giờ chúng ta đang làm điều đó một lần nữa, việc này có vẻ không tốt đâu. Nè, dừng lại đi Gauri. Busa luôn cố gắng hạ gục chúng ta. Cô ta ghi tên mình vào cuộc thi hát. Cô ta muốn đánh bại chúng ta. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chúng ta sẽ đánh bại cô ta. Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Gauri à, tất cả mọi người ở nhà, chị chỉ muốn chúng ta thua cuộc mà thôi. Chị muốn mọi người cười nhạo và xúc phạm chúng ta. Không Gauri, thôi im đi. Ơi, em đang tự hỏi ai gây ra vụ kẹt xe này chứ? Đồ ngốc, chúng ta sẽ bỏ lỡ cuộc thi mất. Em thề, em sẽ không tha cho người đứng sau tất cả chuyện này. Gauri, ta xem lại nói xấu người khác chứ. Có lẽ có chuyện đang xảy ra đó. Bởi vì thần Rama nói rằng, thôi tào lao đi chị. Nghe nè, em đã cảnh báo chị rồi. Đừng kéo em vào giữa chị và thần Rama nữa. Thần Rama, hãy lắng nghe con. Hãy đến và thể hiện mình với chị ấy đi. Và bảo với chị ấy rằng thần Rama đã đến để loại bỏ tắc nghẽn. Được rồi, chị sẽ làm điều đó. Thần Rama ơi, xin hãy giúp chúng con. Xin hãy giải tỏa giao thông đi. Ôi, anh nhìn xem. Vị thần Rama, tôi đã học được cách dạy bài học cho những kẻ xấu. Những người có học nói rằng hãy tha thứ cho họ một lần. Nếu họ phạm tội lần nữa, hãy dạy cho họ một bài học. Thôi đủ rồi, em nghĩ thần Rama đang đi nghỉ. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta vẫn bị kẹt xe. Nào, ra khỏi xe thôi. Đi nào. Gauri à, em không có thời gian. Gauri à. Bây giờ đã kẹt xe rồi. Nếu có thời gian, em sẽ dạy cho vị thần của chị một bài học. Nếu ai đó dám trêu chọc phụ nữ ở một đất nước nơi mẹ Sita được sinh ra, người đó sẽ phải đối mặt với số phận giống như họ. Bây giờ, hãy để các bạn nữ thắt ra xích cho mọi người. Đưa cho tôi ra khít. Sajna hôm nay tôi cho anh nhẹ nhàng rời đi. Nếu anh vẫn còn quấy rối phụ nữ, tôi đảm bảo rằng sẽ đánh anh một trận dự tử đó. Hiểu chưa?